giả sự hào hứng, hồi hộp đang dành cho một cuộc thi vô cùng quan trọng để tìm ra chủ nhân của cầu truyền hình đầu tiên trong năm, cuộc thi quý 1. Và cầu truyền hình đầu tiên của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 sẽ gọi tên tỉnh thành nào? Ngay bây giờ đã đến lúc chào đón 4 thí sinh xuất sắc nhất của quý này bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Xin chào các bạn! Ở vị trí số 1 là Trần Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Phú Yên. Mỗi bạn thí sinh ngày hôm nay đến đây thì đều mang theo một linh vật gì đó bằng bông. Bạn có thể giới thiệu về cái con gì đó màu xanh ở trên bàn bạn ông Kiên? Dạ, đây là con tuần lộc. À, nó là con tuần lộc. Hai tiền bối, hai người đã dẫn dắt em đến với hành trình Olympia và cũng là hai người rất là quan trọng tiếp lửa cho em để em có thể đứng đây ngày hôm nay ạ. Bây giờ là phần thi khởi động. Mỗi thí sinh sẽ có 6 câu hỏi cho riêng mình trước khi đến với một phần thi chung gồm có 12 câu hỏi ở phần thi khởi động này. Và người đầu tiên khởi động đó chính là Trung Kiên. Bạn đã sẵn sàng chưa Kiên? Dạ em sẵn sàng ạ. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đưa đến cho Trung Kiên những câu hỏi đầu tiên như sau. Trong hệ thập phân, số 1 triệu tỷ tỷ được viết bởi một chữ số 1 và mấy chữ số 0 phía sau? 24. Đúng là như vậy. Theo sách Thiền Uyển Tập Anh, vị thiền sư nào thời Tiền Lê là người học rộng thơ hay, có tài giúp vua hiểu rõ thế cuộc đương thời? Mạng giác. Thiền sư Pháp Thuận ạ. What does UV in UV radiation stand for? Ultraviolet. Chính xác. Hãy ghi những từ còn thiếu trong câu thơ sau. Chuyện kể rằng em cô gái để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương, trích khoảng trời hố bom của Lâm Thị Nhĩ Dạ. Mở đường. 10 điểm tiếp theo. Bitum, sản phẩm có phân tử khối trung bình lớn nhất thu được từ quá trình trưng cất dầu mỏ có tên thường gọi là gì? Ăn can. Đáp án là nhựa đường ạ. Vùng rốn lũ Tân Hóa thuộc tỉnh nào là làng duy nhất của Việt Nam được nhận giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023 do Tổ chức Du lịch Thế giới bình chọn? Quảng Bình. 10 điểm. Và như vậy Trung Kiên đã khởi động xong ở lượt thi đầu tiên này và bạn có được 40 điểm. Bây giờ các bạn thí sinh sẽ cần tập trung và nhanh chóng hơn bởi vì 12 câu hỏi tiếp theo sẽ yêu cầu các bạn dùng chuông để giành quyền trả lời. Tìm A, biết A là tích của B và C, trong đó B là tổng của 3 số nguyên tố đầu tiên, C là số nguyên tố thứ 4. Quang Vinh. 55. 70 mới đúng ạ. Trận chung kết giải Billard, vô địch thế giới môn Caromba băng năm 2023 là cuộc đối đầu giữa hai Việt Nam. Đúng là như vậy. Đơn vị đầu tiên được phát triển để xác định tỷ số công suất giữa hai điểm xuất phát từ tên gọi của ai? Biết rằng ông là người phát minh. Hữu Tùng. Benz. Bell. Mạc Đăng Dung được coi là cháu bảy đời của vị trạng nguyên nào thời nhà Trần? Minh Anh. Mạc Đinh Chi. Chính xác. Vàng bốn số 9 là cách người ta thường gọi loại vàng có bao nhiêu phần trăm là vàng nguyên chất? Minh Anh. 99.99. Đúng là như vậy. Which city has the highest population density? Ho Chi Minh City, Hà Nội, Đà Nẵng. Ho Chi Minh City. 10 điểm cho Quang Vinh. Từ nào còn thiếu trong câu ca dao sau? Thuyền anh mắc cạn lên đây, mượn đôi làm dây kéo thuyền. Đáp án là giải hiệp. Trong các vị trạng sau, trạng lương, trạng trình, trạng bùng, trạng mê, ai là người không đỗ trạng nguyên nhưng được dân xưng? Quang Vinh. Không có, tất cả. Đáp án là trạng bùng cùng các quan. Quy luật là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ. Minh Anh. Quy luật điện đới. Địa ô ạ. Trong cơ thể người, tuyến tùng nằm ở đâu? Đáp án là trong hộp sọ ạ. Năm 1997, Deep Blue trở thành chương trình máy tính đầu tiên đánh bại nhà vô địch thế giới Garry Kasparov ở bộ môn cờ vua. Đúng là cờ vua. Theo khoản 1 điều 45 của Hiến pháp nước ta hiện hành, bảo vệ là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Thế nào còn thiếu? Bảo vệ Tổ quốc. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 36 câu hỏi trong phần thi khởi động. Và hãy cùng xem ai đang có lợi thế về điểm số. Hiếu Tùng đang có 15 điểm, Trung Kiên có 40 điểm. Đó cũng là số điểm Quang Vinh đang có. Và dẫn đầu với 55 điểm là Minh Anh. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật.
Từ khóa của chướng ngại vật ngày hôm nay gồm có 5 chữ cái. Và các bạn hãy thật tập trung và nhanh chóng tìm ra từ khóa này. 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Trung Kiên. Em xin chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 6 chữ cái với câu hỏi như sau. Tụ điện, cuộn cảm, transistor, diode là một số loại linh kiện. Và chắc chắn rồi, đó là những linh kiện điện tử. Xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh đã đưa ra câu trả lời chính xác và mỗi bạn sẽ có thêm 1 điểm 10. Các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Minh Anh. Em sẽ chọn hàng ngang số 2. Trung Kiên và Hữu Tùng. Trung Kiên là người nhấn chuông đầu tiên, xin mời Trung Kiên. Câu trả lời chướng ngại vật của em là V-N-E-I-Z. Xin mời Hữu Xin chúc mừng Trung Kiên. Bạn đã vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Một chàng trai rất nhạy bén. Và Trung Kiên đã là người xuất sắc nhất ở phần thi này. Và bạn đang vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Người đang tạm dẫn đầu là Trung Kiên với khoảng cách khá xa so với các bạn thí sinh còn lại. Tuy nhiên với sự xuất sắc của cả 4 chàng trai thì chúng ta chưa thể kết luận điều gì và chúng tôi chờ đợi một phần tranh đấu kịch tính hơn nữa. Câu hỏi tăng tốc đầu tiên dành cho các bạn như sau. Đây là hình Google Doodle vinh danh nghệ thuật gì của Việt Nam? Hữu Tùng lựa chọn là tuồng, Quang Vinh là trèo và Trung Kiên là cải lương. Và Google đã dùng hình ảnh này trên trang chủ của mình vào ngày 28 tháng 9 năm 2020 lấy cảm hứng từ vở cải lương tiếng trống mê linh. Xin chúc mừng Trung Kiên, bạn là người duy nhất giành được 40 điểm trong câu hỏi này. Trung Kiên đang rất xuất sắc và các bạn thí sinh khác thua keo này ta bày keo khác, hãy thật cố gắng. Câu hỏi số 2 dành cho các bạn như sau. Sắp xếp thứ tự ưu tiên lần lượt di chuyển qua ngã tư của các phương tiện sau theo đúng quy tắc giao thông. Ngỡ tưởng có vẻ đơn giản nhưng chắc là sẽ khiến cho các bạn thí sinh của chúng ta bối rối đây. Xin mời những câu trả lời của các bạn. Hữu Tùng lựa chọn là BDCA, Trung Kiên là DBCA, đó cũng là câu trả lời của Minh Anh và BDCA là câu trả lời của Quang Vinh. Như vậy ở đây chúng ta có thể nhìn thấy có hai phương án được các bạn đưa ra. Và tại làn đường của xe máy và xe tải có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Tại làn đường của ô tô và xe khách có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Theo đó, phương tiện trên đường ưu tiên được quyền di chuyển trước. Xe đi thẳng được ưu tiên vào ngã tư trước, xe rẽ trái. Suy ra, thứ tự di chuyển qua ngã tư lần lượt là xe tải, xe máy, xe khách, xe con. Đáp án là D, A, B, C. Rất tiếc là không có bạn thí sinh nào giành điểm. Và chúng ta sẽ tiếp tục tăng tốc với câu hỏi số 3. Các bạn hãy tìm số tự nhiên có dạng ABA, thỏa mãn phép tính dưới đây. Biết rằng A, B là hai chữ số khác nhau và khác không. Minh Anh lựa chọn là 343, Quang Vinh là 46 và Hữu Tùng là 453. Tiếp tục là những câu trả lời khác nhau. Ta thấy ABA là một số có 3 chữ số, do đó tích có giá trị lớn hơn 10.000 và nhỏ hơn 1.000 nhân 36 tức là bằng 36.000. Suy ra chữ số hàng chục nghìn của tích chỉ có thể là 1, 2 hoặc 3.
Hơn nữa tích là số chẵn vì nó chia hết cho 36. Suy ra B bằng 2, ta được số có dạng 261A2. Số 261A2 chia hết cho 36 nên nó cũng phải chia hết cho 9. Nên tổng 2 cộng 6 cộng 1 cộng A cộng 2 phải chia hết cho 9. Suy ra A bằng 7. Và vậy số cần tìm là 727 ạ. Hai câu hỏi liên tiếp, không có bạn thí sinh nào giành được điểm. Để thấy rằng những câu hỏi trong cuộc thi quý không hề đơn giản một chút nào và chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ không nản chí mà lấy đó làm động lực để cố gắng hơn trong câu hỏi yêu cầu các bạn vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Câu hỏi tăng tốc số 4 như sau. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Người trả lời nhanh nhất ở 9 giây 44 đó là Quang Vinh. Quang Vinh có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Hữu Tùng, Trung Kiên có thêm 20 điểm và Minh Anh có thêm 10 điểm. Bây giờ là phần thi quyết định về đích. Số điểm của các bạn thí sinh đang sở hữu lần lượt là 170, 75, 55 và 90. Căn cứ vào số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Trung Kiên. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 20, 30, 20. 20, 30 và 20. Chúc các bạn thành công, thật bình tĩnh, tự tin để đến với những thử thách của phần thi về đích này. Một vũ công bước 4 bước. Mỗi bước anh ta tiến lên phía trước nửa mét hoặc lùi lại phía sau nửa mét với xác suất như nhau. Tính xác suất để sau 4 bước đó anh ta trở lại điểm xuất phát. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hữu Tùng. Câu trả lời của em là 50%. Anh ta chỉ trở lại điểm xuất phát sau 4 bước khi anh ta có 2 lần bước tiến và 2 lần bước lùi. Dễ thấy có 6 trường hợp để trong 4 bước có 2 tiến 2 lùi. Mỗi bước tiến hay lùi đều có xác suất là 1/2. Nên mỗi trường hợp có xác suất là 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 bằng 1/16. Thành thử xác suất cần tìm là 6/16, tức là 3/8 ạ. Chúng ta đang đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi dành cho Trung Kiên như sau. Ở thủ đô La Habana, Cuba có 3 trường tiểu học mang tên 3 nhân vật lịch sử Việt Nam, đó là Bác Hồ và 2 nhân vật nào nữa? Biết rằng một người là nữ anh hùng nổi tiếng với hình ảnh nụ cười chiến thắng, người còn lại gắn với sự kiện đặt mìn ở cầu Công Lý. Câu trả lời của em là Võ Thị Thắng và Lý Tự Trọng. Câu trả lời của em là Võ Thị Thắng và Nguyễn Văn Trỗi. Cơ hội cho các bạn thí sinh khác không có. Xin chúc mừng Trung Kiên, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Thắng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Trỗi là câu trả lời chính xác. Bây giờ Trung Kiên đã có 200 điểm rồi, bạn còn một câu hỏi của riêng mình nữa ở phần thi về đích này. Câu hỏi của Trung Kiên như sau, chúc bạn thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello, my name is Hannah and I'm from Atlantic 5 Star English. Today I'd like to ask you a question. OCOP is a Rural Area Economy Development Program, which develops internal resources to promote agricultural products and increase added value, as well as contributing to sustainable poverty reduction. What does the OCOP acronym stand for? Good luck! My answer is One Commune, One Product. Bạn đã nghe được những gì ạ? Em nghe được nội dung chính của câu hỏi là OCOP
viết đầy đủ là gì? Và câu trả lời của em là one commune, one product. Trước tiên phải nói là bạn trả lời câu này quá xuất sắc. Xin chúc mừng Trung Kiên. Và trong câu hỏi này thì cô có nói đến OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm phát triển nội lực để thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng cũng như góp phần giảm nghèo bền vững. Và câu hỏi là từ viết tắt OCOP, OCOP là viết tắt của từ gì? Và đúng như Trung Kiên nói, one common, one product. Mỗi xã một sản phẩm. Và đó là câu hỏi cuối cùng của bạn rồi, bạn có thể trở về vị trí nghỉ ngơi. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Đền Hòa Đình, nằm ở thành phố Bắc Ninh. Đây là nơi thờ của một nhân vật lịch sử nổi tiếng nước ta dưới triều nhà Lý. Ông làm quan, phụng sự hai đời hoàng đế đầu triều nhà Lý là vua Lý Thái Tổ và vua Lý Thái Tông. Ông là người có công rất lớn trong việc dẹp loạn Tam Vương, phò vua Lý Thái Tông, tức Lý Phật Mã lên ngôi. Sau này ông được phong đến chức đô thống thượng tướng quân. Các bạn hãy cho biết tên của nhân vật mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây. Chúc các bạn thành công. Câu trả lời của em là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Trung Kiên. Câu trả lời của em là Lê Phụng Hiếu. Và đáp án của bạn chính xác. Xin chúc mừng Trung Kiên. Những môn thể thao nào đã mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN năm 2023? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tiếp tục là Trung Kiên. Câu trả lời của em là bắn súng, cầu mây và taekwondo. Chúng tôi đã nghe rất rõ câu trả lời của Trung Kiên rồi. Và Phạm Quang Huy đạt huy chương vàng môn bắn súng. Cầu mây có huy chương vàng với nội dung cầu mây bộ 4 nữ. Và môn thể thao còn lại đoạt huy chương vàng kata đồng đội nữ, đó là karate. Như vậy, ba môn thể thao ở đây là bắn súng, cầu mây và karate. Công truyền hình! Cảm ơn Hữu Dung rất nhiều, bạn có thể trở về vị trí. Vâng, và chúc mừng Trung Kiên với số điểm 235 đã mang cầu truyền hình đầu tiên của chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 về Phú Yên. Thầy thay cho bọn tôi thôi. Cảm ơn Minh Anh, Hữu Tùng và Quang Vinh. Các bạn cũng đều là những thí sinh vô cùng xuất sắc. Giành được giải nhất quý ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải.